hoàn đất nước. Những bông hoa
sử Bộ Công an. Đây là chiếc máy bay đầu tiên tại sân bay Lũng Cò năm 1946. Này đoàn tôi đã đến thăm. Chìm những chiếc máy bay đầu tiên. Đây nha, bốn anh em đang đến thăm cái sân bay Lũng Cò, chiếc máy bay đầu tiên của đồng minh Mỹ năm 1946 đây. Hiện nay đang trưng bày tại khu di tích đặc biệt là diễn ra tại Bộ Nhà Công an. Đây.